Hôm nay thì anh em chúng tôi bàn giao cái súng phun xương cao áp Takeo TK3X gắn với lại bình xịt điện 20 lít một bơm cho anh khách xịt cho vườn xanh. Hiện tại thì anh đang xịt trên cây xanh cao độ cao khoảng gần 5 mét. Cây xanh này thì có nở hoa vàng rất đẹp rực rỡ nha bà con. Thực ra đây là cây một cây hoa nó bám vào cây xanh nó nở hoa thôi. Bà con có thể nhìn thấy rằng là cái xương đã rất là mịn và rất dễ dàng để đạt được độ cao 5 mét ha.